Bộ Nông nghiệp đề xuất bán đấu giá gần 5 triệu tấn carbon qua sàn giao dịch quốc tế. Tuân thủ quy trình sản xuất, không để tình trạng sầu riêng xuất đi bị trả về. Tình trạng xâm nhập mặn vẫn diễn biến phức tạp ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều giải pháp ứng phó được các địa phương triển khai. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nông nghiệp Việt Nam. Những thông tin liên quan tới xuất khẩu thủy sản, bán tín chỉ carbon rừng sẽ mở đầu phần điểm tin nông nghiệp hôm nay. Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ 1 tỷ đô la Mỹ năm 1999 đến nay, Việt Nam đã đạt quy mô xuất khẩu 11 tỷ đô la Mỹ, cùng với Trung Quốc, Na Uy trong nhóm 3 nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới. Theo đó, đã xuất khẩu tới gần 170 thị trường, bao gồm những thị trường lớn và khó tính nhất EU, Mỹ, Nhật Bản, Úc, Anh. Kim ngạch xuất khẩu đứng trong top 10 ngành xuất khẩu lớn của Việt Nam, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước. Bên cạnh đó, ngành thủy sản cũng đã thúc đẩy và tạo việc làm sinh kế cho hơn 4 triệu lao động trực tiếp là nông dân nuôi trồng thủy sản và ngư dân khai thác biển. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, Bộ Thương mại Mỹ đã công bố kết quả cuối cùng cho đợt rà soát thuế chống bán phá giá lần thứ 19 đối với mặt hàng cá tra phi lê đông lạnh của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ từ ngày 1 tháng 8 năm 2021 đến ngày 31 tháng 7 năm 2022. Có 6 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam được hưởng mức thuế chống bán phá giá thấp. Cụ thể, có 1 công ty được áp thuế bằng 0 và 5 doanh nghiệp còn lại được áp mức thuế 0,18 đô la Mỹ 1 kg. Theo VASEP, so với kết quả rà soát sơ bộ, mức thuế cuối cùng cao hơn chút ít. Tuy nhiên, nhìn chung, mức thuế lần này đã giảm đáng kể so với mức thuế lần trước rà soát. Đây là tín hiệu tích cực cho các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra của Việt Nam trong thời gian tới. Thưa quý vị, thông tin được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nêu trong báo cáo gửi Thủ tướng về tình hình triển khai thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ và đề xuất chuyển nhượng lượng giảm phát thải khí nhà kính còn dư giai đoạn 2018-2019. Trong số 5,9 triệu tấn carbon còn dư, Bộ Nông nghiệp muốn chuyển nhượng 1 triệu tấn cho Ngân hàng Thế giới. Số còn lại đấu giá thông qua sàn giao dịch quốc tế. Bởi thời điểm này, Việt Nam khó tìm đối tác để trao đổi thương mại khi mà mảng này vẫn còn khá mới. Tín chỉ carbon là chứng nhận để giao dịch thương mại và thể hiện quyền phát thải lượng khí nhà kính, cụ thể là khí CO2. Liên quan đến việc bán tín chỉ carbon, thời gian qua, Việt Nam đã nhận được khoản chi trả 51,5 triệu đô la Mỹ cho các kết quả giảm phát thải đã được xác minh từ Ngân hàng Thế giới do hạn chế được mất rừng, suy thoái rừng và tăng cường lưu trữ carbon thông qua trồng và tái tạo rừng. Tính đến nay, 30 lô hàng sầu riêng xuất khẩu của Việt Nam đã bị Trung Quốc cảnh báo và trả về do nhiễm hợp chất kim loại nặng cadmi vượt ngưỡng cho phép. Điều này dẫn đến nguy cơ thiệt hại sẽ rất lớn với ngành sầu riêng nếu như không sớm khắc phục. Nhất là khi diện tích trồng đang ngày càng mở rộng và chỉ hơn một tháng nữa là bước vào chính vụ thu hoạch. Gần bước vào thời điểm thu hoạch, nhưng nhiều nhà vườn sầu riêng lại lo ngại giá sụt giảm mạnh, nhất là trước thông tin nhiều lô hàng sầu riêng của Việt Nam liên tục bị Trung Quốc cảnh báo vì nhiễm kim loại nặng cadmi vượt mức cho phép. Có dự kiểm nó tả về thì cũng lo chứ, vài năm tới nó cái cảnh sao, chúng phải lo, nhưng mà hy vọng là các nhà đầu tư mình có các khắc phục đặng sầu riêng mình đạt chứng đi xuất khẩu qua Trung Quốc. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, việc sầu riêng Việt Nam bị Trung Quốc cảnh báo đã xuất hiện từ tháng 5 năm ngoái. Nhưng gần đây, số lượng lô hàng tăng đột biến cho thấy phía nước nhập khẩu đang tăng dần các biện pháp với sầu riêng Việt Nam. Điều này là vô cùng nguy hại, không chỉ đến thương hiệu sầu riêng nước ta tại Trung Quốc, mà còn ảnh hưởng đến nhiều thị trường xuất khẩu khác, đe dọa đến tăng trưởng của ngành. Thông tin nó tới rất là nhanh, nó sẽ ảnh hưởng thứ nhất là tới uy tín thương hiệu của trái sầu riêng đối với lại cái thị trường các nước còn lại trên thế giới như là Mỹ hay là Nhật Bản hay là các nước. Và cái thứ hai nữa là nó sẽ dẫn tới nguy cơ là chúng ta sẽ bị cấm cái nhập khẩu trái sầu riêng nếu chúng ta không quản lý chặt và chúng ta không có đưa ra được một cái phương pháp là bảo đảm những lô hàng sau này nó sẽ không bị vi phạm nữa. Đó. Còn cái thứ ba là người ta sẽ bước tới cái việc là người ta sẽ cấm hẳn cái sầu riêng chúng ta nhập vào đất nước. Chúng tôi cảnh báo là trong cadmi thì nó thường có trong các loại phân lân, mà bây giờ là nhiều nhất thì trong một số loại DAP. Những loại DAP này thì tan rất nhanh, mà tan rất nhanh thì nó hiệu quả vào cho trái sầu riêng nhiều, là hoa tốt, tăng nhanh các thứ, thì DAP nó làm cho người dân ở những vùng Tây Nguyên hay những vùng miền Đông thì họ xính, thì họ sai rất nhiều. Đã có nhiều bài học xương máu từ việc nhiễm cadmi trong nông sản dẫn đến những thiệt hại rất lớn. Hiện Bộ Nông nghiệp đang chỉ đạo 5 địa phương
thu hồi hết những lô hàng bị Trung Quốc cảnh báo, rà soát lại quy trình để tìm ra nguyên nhân, khắc phục triệt để. Nếu tái diễn, sầu riêng Việt Nam đứng trước nguy cơ vỡ trận khi không được ký tại nghị định thư xuất khẩu chính ngạch, thường có giá trị 3 năm một lần. Tình trạng xả thải gây ô nhiễm dòng sông Bắc Hưng Hải, đại công trình thủy nông của Bắc Bộ, luôn là lo ngại đối với sản xuất nông nghiệp và sức khỏe của người dân tỉnh Hưng Yên những năm qua. Để xử lý tình trạng này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xây dựng trạm bơm dã chiến Xuân Quan. Về đích trước dự kiến, 8 tổ máy đã chính thức vận hành, đưa nước từ sông Hồng lên hệ thống Bắc Hưng Hải, bắt đầu pha loãng mức độ ô nhiễm trong hệ thống. Sông Bắc Hưng Hải đoạn qua xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Người dân sống ven sông cho biết, hai ngày nay mức độ ô nhiễm đã giảm. Thì so với mọi hôm thì hôm nay nó thay đổi hẳn. Nước sông sạch hơn, nó có thông thoáng hơn, nó đỡ mùi hơn. Còn đây là 8 tổ máy bơm dã chiến đặt chìm tại cống Xuân Quan vừa chính thức vận hành lấy nước từ sông Hồng vào hệ thống Bắc Hưng Hải. Mỗi ngày trạm bơm này bổ sung từ 1,3 đến 1,5 triệu khối nước cho hệ thống Bắc Hưng Hải, giúp pha loãng nồng độ ô nhiễm. Rất mừng là qua mấy ngày chạy máy vừa rồi thì trong hệ thống sông Bắc Hưng Hải này đã lên ra khoảng 1,8 mét rồi, thậm chí còn cao hơn cả thiết kế. Chưa đầy 3 tháng thi công, trạm bơm đã nhanh chóng cho thấy hiệu quả. Tuy nhiên, với lưu lượng 16 mét khối một giây chưa thể đáp ứng được nhu cầu của cả hệ thống, toàn bộ cống Xuân Quan cần lưu lượng lấy nước tối thiểu từ 40 đến 50 mét khối một giây. Để cải thiện môi trường một cách triệt để, thì các khu đô thị, dân cư cần có hệ thống xử lý nước thải trước khi đổ về hệ thống Bắc Hưng Hải. Khắc phục ngay cái tình trạng mỗi một ngày hiện nay có khoảng 500.000 mét khối nước thải đổ vào hệ thống Bắc Hưng Hải bằng cách là phải xây dựng các hệ thống thu gom. Hiện nay thì các cái khu công nghiệp, khu chế xuất thì cơ bản chúng ta đã có xử lý trước khi đổ thải. Thế nhưng mà vấn đề là trong khu dân cư, 70% lượng nước bẩn đổ ra hệ thống Bắc Hưng Hải này là ở khu dân cư, thì phải có cái giải pháp. Chuyên gia thủy lợi đánh giá, kể từ khi nước sông Hồng còn có thể tự chảy qua cống Xuân Quan cách đây vài chục năm, thì đây là lần thứ hai nước sông Hồng về Bắc Hưng Hải. Sau đó người dân đang phấn khởi và kỳ vọng nhiều vào sự thay đổi. Song bài toán quy hoạch dân cư, quản lý xả thải ngoài tầm kiểm soát của ngành nông nghiệp. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Giá cacao tăng mạnh trên toàn thế giới đang ảnh hưởng nặng nề đến ngành sản xuất sô-cô-la toàn cầu. Các nhà sản xuất sô-cô-la đang phải đẩy giá mặt hàng này lên cao để đảm bảo chất lượng sản phẩm, song song với duy trì hoạt động kinh doanh. Các nhà cung cấp chocolate trên thị trường đã tăng giá sản phẩm thêm 15% chỉ trong tháng này do giá nguyên liệu cacao gần đạt mức cao kỷ lục. Đây là năm thứ hai liên tiếp giá sản phẩm này tiếp tục tăng. Để tiết kiệm chi phí, một số công ty đang giảm quy mô sản xuất nhưng vẫn giữ nguyên giá cả. Một số doanh nghiệp khác đã thay thế bằng các nguyên liệu tương tự có giá thành rẻ hơn hoặc sản xuất các loại sản phẩm sử dụng ít sô-cô-la hơn. Mức giá cao này đang khiến cho những người yêu thích sô-cô-la phải đắn đo khi chọn mua sản phẩm. Nhiều nông dân đã lái máy kéo đến tòa nhà Quốc hội Anh để biểu tình phản đối các thỏa thuận thương mại thời hậu Brexit mà họ cho là đe dọa hoạt động sản xuất nông nghiệp tại nước này. Người biểu tình yêu cầu chính phủ thực thi việc dán nhãn mác thực phẩm chính xác hơn, cũng như thực hiện các bước để cải thiện an ninh lương thực của đất nước. Ngoài ra, người biểu tình cũng mong muốn chính phủ chấm dứt các thỏa thuận thương mại cho phép nhập khẩu thực phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn lưu hành ở Anh và làm giảm thu nhập của những người nông dân trong nước. Nông dân Anh cho rằng một số thỏa thuận cùng với tình trạng lỏng lẻo trong khâu kiểm tra nhập khẩu khiến cho thị trường nước này ngày càng nhiều thực phẩm kém chất lượng. Liên minh châu Âu dự kiến sẽ đánh thuế ngũ cốc nhập khẩu từ Nga và Belarus với mức thuế 95 euro một tấn. Song song với đó, EU cũng sẽ triển khai áp thuế suất 50% đối với các hạt có dầu cùng các thành phẩm làm từ hạt có dầu. Nông dân trên khắp châu Âu đã tập hợp và biểu tình liên tục trong nhiều tuần phản đối chính sách không đánh thuế đối với nông sản nhập khẩu của EU, khiến cho nông sản nội địa không thể cạnh tranh về giá cả. Những người nông dân cũng kêu gọi nới lỏng các chính sách xanh mà theo họ là quá hà khắc và tốn kém để áp dụng trên thực tế. Em xinh là xinh như cây lúa. Đây, có chuyện gì mà mặt thận thờ thế? Lúa nhà em năm nay lại kém rồi. Mà sao nhà bác năm nào cũng tốt thế nhỉ? Bởi vì anh có bạn. Bác có bạn là kỹ sư à? Úi dồi, còn trên cả kỹ sư nữa. Đó là Đạm Hà Bắc. Này, cái anh Đạm Hà Bắc này tài thật đấy. Cứ bón năm nào cũng được mùa nữa. Thế mà bác chả bán sớm. Anh tưởng Đạm Hà Bắc thì ai mà chả biết. Cứ bón đi, sang năm cả nhà vui như Tết. Thế à bác? Đạm Hà Bắc. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đồng bằng sông Cửu Long đón thêm một đợt xâm nhập mặn cao điểm từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 3.
Tính từ đầu mùa khô đến nay, đợt xâm nhập mặn sâu nhất tại đồng bằng sông Cửu Long đã xuất hiện vào đợt từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 3. Mức độ xâm nhập mặn tại các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Long An, Tiền Giang hiện phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm, xấp xỉ so với năm 2016. Từ nay đến hết mùa hạn mặn, đồng bằng sông Cửu Long còn chịu ảnh hưởng của 4 đợt xâm nhập mặn tăng cao, trong đó cao nhất dự báo vào thời kỳ từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 4. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam khuyến cáo các địa phương cân nhắc việc sẵn sản xuất một số diện tích của hè thu trong năm nay để góp phần giảm nhu cầu nước và hạn chế xâm nhập mặn tại vùng cửa sông ven biển. Thêm vào đó, các địa phương cần chủ động các giải pháp ứng phó với hạn mặn phù hợp với điều kiện của vùng. Thưa quý vị, những tháng đầu năm nay, do ảnh hưởng của chiều cường và quy luật mặn lại tiếp tục xâm nhập sâu vào kênh mương nội đồng, khiến cho bà con nông dân hết sức lo lắng. Tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, tình trạng xâm nhập mặn tái diễn liên tục và tác động tới sinh hoạt cũng như sản xuất nông nghiệp. Chương trình hôm nay của chúng tôi tiếp tục phản ánh tới quý vị tình trạng này và một số biện pháp ứng phó tại các địa phương. Lá vàng úa, trái teo tóp, thân cây dần cháy khô, những hộ chăn nuôi heo cũng đành bỏ không bởi nguồn nước từ kênh thủy nội đồng tại một số khu vực tỉnh Bến Tre đã bị nhiễm mặn. Việc này khiến nhiều gia đình gặp không ít khó khăn. Nói chung là ảnh hưởng cây trái rất là nhiều, với chăn nuôi cũng phải bị khó khăn, như là cây chết, heo thì không có nước uống, nước mặn thì nó sẽ bị ảnh hưởng tới con heo, đó là tiêu chảy này kia. Bên trong khu vực kênh sông Mã này có hàng chục ngàn hộ dân đang sinh sống, với hệ thống cống đang giúp cho hàng chục ngàn hộ dân có đủ lượng nước sinh hoạt cũng như là tưới tiêu. Tuy nhiên với việc sông Mã đang kết nối trực tiếp với lại sông Hàm Luông, thì khi độ mặn có những thời điểm đạt đỉnh triều cường lên tới gần 0,5 phần ngàn sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân tại đây. Không chỉ nguồn nước bị nhiễm mặn, một số tỉnh khác tại đồng bằng sông Cửu Long cũng đang bị khô hạn nghiêm trọng. Đơn cử như tại tỉnh Cà Mau, do khô hạn đã làm hơn 400 điểm sụt lún và sạt lở đất, làm hư hỏng 117 tuyến đường giao thông nông thôn với chiều dài hơn 10 km. Đặc biệt là việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân gặp rất nhiều khó khăn vì giao thông bị chia cắt. Máy cắt giờ vô không được, tôi nói như cái máy cắt ở trong đó giờ đó là nó bắt kẹt đó, rồi nó muốn đi đâu là bà con phải dòng dây lôi đi từ khúc, bây giờ nó sụp là ở trong kia là coi như nó bít kinh luôn. Tình trạng khô hạn xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long không phải là câu chuyện mới, mặc dù với những nỗ lực của ngành chức năng và sự chủ động từ người dân, những khó khăn về nước sinh hoạt mùa khô hạn cũng tạm thời được kiểm soát. Tuy nhiên, các địa phương cần có những giải pháp công trình, phi công trình phù hợp để tránh bị động theo quy luật khô hạn và xâm nhập mặn như hiện nay. Liên quan đến tình trạng xâm nhập mặn làm ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, trồng trọt, chăn nuôi của người dân tại một số tỉnh miền Tây. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các tỉnh phải lo đủ nước ngọt cho người dân, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn giúp cho người dân nâng cao ý thức, chủ động trong việc tích trữ nước, phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Dù đã gần 8 năm sau đợt mùa khô hạn, nhưng ông Mẫn vẫn nhớ như in cảnh khốc liệt khi toàn bộ vườn sầu riêng nhà ông và các vườn lân cận bị hư hại do khô hạn và xâm nhập mặn năm 2016. Thế nên giờ đây, cứ mỗi khi thấy gió lên hay nghe thông tin nước bị mặn, thì những người trồng sầu riêng như ông phải dùng máy thử nước trước khi tưới cho cây. Cái đó bị cái năm 2016 mình không biết, bị nước mặn, nó chết, cho đó mới trồng lại, rồi năm nay mới có phát triển. Bây giờ thì đây thì có cái mà ai giờ cũng có tưới thì hồi nào cũng thử nước hết đó. Hồi đó không biết, mình tưới đại lên thí rồi bên đó mà tới chừng mà hai thì nó bị nước mặn. Còn bây giờ thì cứ thấy có gió là bắt đầu tưới là thử nước hết rồi. Còn với chị Thảo, khi nghe tin nước bị nhiễm mặn, ngay lập tức những thùng nhựa, chum, vại rồi bể xi măng đều được chị sử dụng vào việc tích trữ nước ngọt cho gia đình. Bây giờ nước uống thì là nước mưa nhà, tại vì em hứng nước nhà. Rồi khi còn nước nấu ăn là nước giếng cây bển, tắm cũng nước giếng cây bển, mà nước tưới cây tưới bển luôn. Đồng bằng sông Cửu Long có hệ thống sông ngòi chằng chịt, chỉ riêng tại Bến Tre đã có 4 cửa sông lớn. Mỗi khi chiều cường xâm nhập mặn, rất dễ bị ảnh hưởng về nông nghiệp. Những năm gần đây, mặc dù tỉnh luôn chú trọng xây dựng hệ thống cống ngăn mặn trữ ngọt, tuy nhiên do chưa đảm bảo nguồn kinh phí nên một số khu vực hệ thống cống vẫn chưa được xây dựng đồng bộ. Hiện nay thì còn có một cái số cống lớn và một cái hệ thống mà đê bao cục bộ thì cũng chưa được đầu tư. Thành ra cái này về lâu về dài thì đối với tỉnh thì cần phải có một số cái đầu tư cái hệ thống công trình thủy lợi tiếp tục nữa để gọi là mình gọi là tương đối là hoàn chỉnh đó, để nó khép kín lại. Khép kín toàn bộ này để chúng ta kiểm soát được cái nguồn nước. Mới đây, trong công điện chỉ đạo ứng phó đợt xâm nhập mặn cao điểm tại đồng bằng sông Cửu Long của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt với các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, chủ động bố trí nguồn lực
huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ, triển khai ngay các biện pháp phù hợp, đảm bảo nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất của người dân. Kiên quyết không để người dân bị thiếu nước sinh hoạt hoặc phải sử dụng nước sinh hoạt không bảo đảm chất lượng. Tương tự như Bến Tre, tại tỉnh Kiên Giang hay Trà Vinh, ngành chức năng và chính quyền địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp để ứng phó, đặc biệt là việc vận hành có hiệu quả hệ thống cống ngăn mặn để đảm bảo nguồn nước ngọt, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân. Mùa khô hàng năm, xã Bình An, huyện Châu Thành là nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng và thiệt hại do hạn hán mặn xâm nhập. Tuy nhiên, đợt hạn mặn gay gắt từ đầu tháng 3 đến nay lại không ảnh hưởng đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của bà con. Đó là nhờ hệ thống cống ngăn mặn cái lớn và cái bé được vận hành kịp thời, phù hợp nên nước mặn không xâm nhập vào sâu trong sông rạch và kênh mương nội đồng. Hồi xưa thì ở đây là mặn dữ lắm, tháng này nó mặn dữ lắm. Từ đầu cống tới giờ thì bây giờ mình cứ có nước ngọt mình tưới. Cái mô hình mình trồng là khóm cao dừa. Xen canh ba thứ, ba tầng sinh thái. Cái đó là cũng đặc biệt của cái vùng đất này. Thu nhập bình quân một năm á là khoảng 400 triệu trên một hecta. Trong quá trình vận hành thì đơn vị đã linh động vận hành là vừa kiểm soát cái nguồn nước bên trong để phục vụ cho sản xuất được đảm bảo. Thứ hai là cũng để hỗ trợ là không để cái tình trạng mà ngập phía hạ lưu của công trình để ảnh hưởng đến cái đời sống của người dân. Là khu vực từng chịu thiệt hại ảnh hưởng nặng nề do nước mặn xâm nhập sâu vào đồng ruộng, nhưng trong đợt hạn mặn lần này, nông dân vùng giáp các cửa biển Tây thuộc xã Tây Yên, huyện An Biên đã vơi được phần nào nỗi lo bởi hệ thống cống ngăn mặn ở các cửa biển đã và đang được đầu tư. Trong đó, cống thứ nhất được đưa vào vận hành điều tiết nước hai năm nay cũng phát huy hiệu quả, hạn chế nước mặn xâm nhập vào các tuyến kênh, nhà nông vẫn đảm bảo sản xuất một vụ lúa và hai vụ tôm mỗi năm. Cái thời gian mà chưa có cống đó, mình không có làm chủ được cái độ nước. Bây giờ có cái cống rồi, cái khi mà mình rửa mặn thì xả ra, rồi khi mà nước ngọt á là trữ lại, nó có lợi ích nhiều lắm, rồi nuôi tôm nó cũng thuận tiện nữa, nguồn nước nó cũng được sạch sẽ hơn. Các cái cống ven biển của chi cục thủy lợi đã vận hành đồng bộ để chúng ta cùng với địa phương kiểm soát tốt cái nguồn nước mặn và cái việc mà cập nhật cho cái việc cấp vào cấp ra cho bà con để bà con kịp thời lấy nước vô và lấy nước ra cho nó phù hợp. Cái vấn đề thứ hai nữa là chúng ta phối hợp tốt cho việc vận hành cái cống thủy lợi cái lớn cái bé. Mà trong vùng này thì Kiên Giang có trên 240.000 hecta ảnh hưởng trực tiếp trong đây. Còn tại Trà Vinh, vừa trải qua một đợt cao điểm hạn mặn trong mùa khô, tuy nhiên tình hình mặn xâm nhập diễn ra phức tạp nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Ngay từ đầu tháng 3, xâm nhập mặn đã vào sâu nên các nhánh sông Hậu và Cổ Chiên, toàn bộ 50 cống đầu mối trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được đóng triệt để ngăn mặn xâm nhập vào nội đồng. Cả ấp thì theo bản thân tôi thấy là nước nôi đầy đủ. Nói chung là bị gì cỡ này thì lúa đỏ đuôi vậy rồi là nước mà còn như thế này thì rất là tốt. Năm nay thì thấy nó có năng suất hơn, chắc hơn năm rồi, tầm có tấn gì đó, 1-2 khoảng 7 tấn. Năm rồi 6 tấn rưỡi, năm nay thấy lượng lúa thì nó đạt hơn năm rồi, chắc hơn năm rồi nữa. Thì lá lúa, nói chung lúa tới giờ thì cũng còn đẹp, lúa năng suất tốt rồi đó. Từ đầu mùa khô, ngành nông nghiệp Trà Vinh đã xây dựng kịch bản ứng phó với các tình huống hạn mặn cụ thể, đồng thời phối hợp với các địa phương tuyên truyền vận động người dân xuống giống đúng lịch thời vụ, sử dụng tiết kiệm nước hiệu quả. Đối với các khu vực không đảm bảo nguồn nước, ngành nông nghiệp khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng để thích ứng. Vậy là thường xuyên theo dõi chặt chẽ cái diễn biến tình hình hạn mặn do cái cơ quan chuyên môn chúng tôi cung cấp để có cái kế hoạch là mình trữ nước ngọt cho nó đảm bảo phục vụ sản xuất cũng như là dân sinh. Cái thứ hai là thường xuyên tổ chức thăm đồng để kiểm tra đồng ruộng của mình. Tại đồng bằng sông Cửu Long, từ cuối tháng 2 đến nay, độ mặn cao hơn cùng kỳ năm 2023 từ 1,3 đến 12 phần ngàn và cao hơn trung bình nhiều năm từ 2,3 đến 7 phần ngàn. Việc phối hợp vận hành các công trình cái lớn cái bé, xẻo rô cùng các hệ thống công trình dọc đê biển Tây, vận hành hiệu quả hệ thống các công trình thủy lợi nên thiệt hại do hạn mặn đã được giảm thiểu. Từ đầu mùa khô đến nay đã cơ bản đảm bảo duy trì cho môi trường sản xuất không chỉ tại Kiên Giang, Trà Vinh mà một số khu vực lân cận của Hậu Giang và Bạc Liêu. Theo nhận định từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tình trạng hạn mặn được Bộ và các địa phương theo dõi sát sao liên tục. Bên cạnh đó, thì việc dự báo tác động cũng như giải pháp ứng phó được Cục Thủy lợi cùng các đơn vị liên quan đưa ra cũng giúp giảm thiểu thiệt hại cho các địa phương. Đối với cái xâm nhập mặn thì do cái phụ thuộc vào cái yếu tố ở thượng nguồn rất là lớn, thì cho nên nếu có những cái tình trạng bất thường về cái điều hành giảm lượng xả ở thượng nguồn thì khả năng cái việc xâm nhập mặn thì còn biến đổi. Cũng không loại trừ là có khả năng tăng cao hơn. Thì cái việc đầu tiên thì chúng tôi cũng khuyên cáo các cơ quan chức năng ở địa phương và người dân là tiếp tục phải theo dõi sát những cái thông tin diễn biến về khí tượng thủy văn, thông tin về dự báo về xâm nhập mặn
Và đối với giải pháp ý, thì người dân thì đặc biệt là không tiếp tục xuống giống ở những cái vùng mà còn tiếp tục bị nguy cơ về ảnh hưởng về xâm nhập mặn. Với những cái vùng này thì phải đợi khi cái có nguồn nước ngọt ổn định và đặc biệt là khi mà có mưa thì chúng ta mới tiếp tục xuống giống. Ngoài ra thì có một đối với cây ăn trái thì cái cần phải tiếp tục tăng cường cái việc trữ nước để đủ để dùng chúng ta để qua cái thời gian xâm nhập mặn lên cao. Một cái vấn đề nữa là về nguồn nước sinh hoạt cho người dân thì cũng phải cần lưu ý để tăng cường cái việc mà tích trữ nước đủ để dùng sinh hoạt, và những cái vùng mà thiếu rất là khó khăn thì phải tính đi phương án, chuẩn bị phương án là vận chuyển nước ngọt cho người dân để đảm bảo cung cấp những cái nhu cầu sinh hoạt tối thiểu. Ứng phó và thích ứng với tình trạng xâm nhập mặn cần rất nhiều giải pháp, và một trong số đó là xây dựng hệ thống thủy lợi phù hợp, hiệu quả. Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là một trong 38 quy hoạch quốc gia chuyên ngành và cũng là một trong những quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt sớm nhất. Từ quy hoạch này cho thấy tầm nhìn về thích ứng với biến đổi khí hậu trong thời gian tới. Quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi hướng đến nhiều mục tiêu lớn trong việc tưới cấp nước cho nông nghiệp, dân sinh và các ngành kinh tế, nâng cao năng lực chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển của các quốc gia thượng nguồn. Cụ thể, đến năm 2030 sẽ tưới cấp nước cho 3,2 triệu hectare lúa, khoảng 10,5 triệu con gia súc gia cầm và 70-90% diện tích cây trồng cạn, cây ăn quả, cây công nghiệp, cấp đủ nước cho sinh hoạt nông thôn, đô thị, công nghiệp và nhu cầu khác. Quy hoạch lần này thì có rất nhiều các cái điểm mới. Trong đó cái điểm đầu tiên ấy, là cái quan điểm thủy lợi sẽ là đi trước để phục vụ các ngành. Và trong cái quy hoạch này ấy, thì lấy nước làm gốc để các quy hoạch khác tuân thủ theo. Đây là một cái quan điểm rất là mới và rất quan trọng. Như vậy là việc chủ động nguồn nước trong tất cả các tình huống rất quan trọng cho việc phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi lần này được đánh giá là đồng bộ với quy hoạch quốc gia và các quy hoạch chuyên ngành. Các tỉnh thành sẽ căn cứ vào quy hoạch này để đưa ra các quy hoạch phát triển kinh tế chi tiết cho từng địa phương. Ban hành cái quy hoạch phòng chống thiên tai, thủy lợi, đấy là một cái bước rất là quan trọng rồi. Tuy nhiên cái việc mà tổ chức triển khai thực hiện cái quy hoạch này như thế nào thì đấy là một cái vấn đề rất là lớn. Bởi vì như chúng ta đã biết là cái vấn đề về nguồn nước, cái vấn đề về an ninh nguồn nước là cái vấn đề lớn. Và nó liên quan đến rất là nhiều cái lĩnh vực, rất liên quan đến rất là nhiều cái ngành nghề khác và ảnh hưởng đến toàn bộ cái đời sống và cái sự phát triển của đất nước. Chính vì thế mà trong cái quá trình triển khai thực hiện cái quy hoạch thì rất cần phải có một cái sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Công thương, Giao thông, Xây dựng và các cái địa phương để chúng ta có một cái công trình sử dụng với cái vấn đề là sử dụng cái nguồn nước, quản lý khai thác nguồn nước một cách tổng hợp đa mục tiêu. Mục tiêu quan trọng khác được đề cập trong quy hoạch là bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi và chủ động ứng phó với hạn hán, thiếu nước. Nâng cấp 8 hồ chứa lớn, tổng dung tích tăng thêm 360 triệu mét khối. Quy hoạch cũng đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực phòng chống lũ quét, sạt lở đất và các loại hình thiên tai khác. Quý vị thân mến, nếu như ai đó nói rằng làm nông nghiệp ít được người trẻ lựa chọn, thì có lẽ là điều đó chưa hẳn là chính xác. Bởi những năm gần đây, đến và gắn bó với nông nghiệp lại là rất nhiều người trẻ. Họ làm nông nghiệp theo cách riêng, cách của thời đại số. Giống như anh Đặng Dương Minh Hoàng là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu vừa được tuyên dương với ý tưởng độc đáo, táo bạo trong việc gắn mã định danh cho mỗi cây trồng trong trang trại của mình. Căn cước công dân của mỗi người để xác định nhân thân, nơi cư trú và nhiều thông tin cơ bản của công dân, thì tại sao mỗi cây trồng lại không có mã riêng để xác định nguồn gốc và đặc điểm nhận dạng như vậy? Xuất phát từ ý tưởng đó, anh Đặng Dương Hoàng Minh, chủ trang trại Mơ Ông Hoàng, đã thực hiện số hóa trong mỗi cây mơ của mình. Mỗi mã QR riêng được gắn trên từng cây mơ, dán trên mỗi trái mơ mang những thông tin riêng biệt của cây đó. Khách hàng có thể truy xuất qua giải pháp Auto Agree để tra cứu được nhật ký điện tử của từng cây và biết được ngày thu hoạch của cây mơ là ngày nào, lịch phun thuốc bảo vệ thực vật, tưới phân, quá trình vận chuyển trái mơ đi qua những đâu. Không dừng lại ở đó, mọi quy trình chăm sóc cây trồng đều được Hoàng số hóa. Hoàng đã sử dụng những cái công nghệ chẳng hạn như là IoT, tức là Internet vạn vật, trong cái việc mà tưới tiêu
hoặc là sử dụng những cái camera để mà quan sát được toàn vườn hay là những cái năng lượng tái tạo như điện mặt trời. Thì từ đó là giúp Hoàng, thứ nhất là mình có thể quản lý trang trại mà không cần phải đến thăm vườn. Tham gia và nhận nhiệm vụ là chủ nhiệm mạng lưới lương định của toàn quốc để tiếp tục kết nối những người trẻ làm nông nghiệp trên toàn quốc với nhau, anh Hoàng cũng đang ấp ủ nhiều dự định cho hành trình làm nông nghiệp số của mình. Hoàng có thể làm được là mình xây dựng những cái viên gạch chắc chắn nhất để mà thế hệ sau tiếp tục kế thừa và xây dựng cái thương hiệu bơ ông Hoàng này thành một cái thương hiệu quốc gia và đưa cái nền nông nghiệp của Việt Nam thành một cái nền nông nghiệp tiên tiến và cái giá trị nông sản của Việt Nam là vươn tầm thế giới. Làm nông nghiệp là một hành trình đầy gian nan, bởi phụ thuộc rất nhiều về yếu tố ngoại vi như thời tiết. Anh Hoàng có gia đình luôn chia sẻ và thấu hiểu. Vợ của anh cũng đồng hành và giúp sức các phần việc trong hợp tác xã của mình. Lúc rất là chán nản và cũng nghĩ là sẽ bỏ cuộc và sẽ buông xuôi. Nhưng mà mình cũng động viên nhau là mình đã đề ra cái mục tiêu ban đầu rồi. Thì mình sẽ cùng phải bám với nó để cùng cố gắng mình vươn lên. Là người trẻ tiên phong trong việc số hóa cây trồng và là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, mô hình gắn mã định danh cây trồng của anh Hoàng mới đây đã được Trung ương Đoàn triển khai dọc bước đầu tại Đắk Lắk khi số hóa 10.000 cây sầu riêng đem kiến thức công nghệ số sang du học tại các trường Việt Nam để thực hiện ước mơ nông nghiệp sạch của gia đình, nhân rộng những ý tưởng và mô hình số hóa nông nghiệp mong muốn đi xa để cùng nhau. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình Nông nghiệp Việt Nam tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.